Nghèo 30 tuổi chớ lo, giàu 30 tuổi chớ cho là giàu. 30 tuổi chưa nói gì hết được cuộc đời này. Lên voi xuống chó là chuyện bình thường, được chưa? 30 tuổi mọi cái nó mới bắt đầu thôi. Kể cả là 25, 26 tuổi mà bạn thấy người ta thành công sớm thì đó cũng không có nghĩa là đã thành công đâu. Cuộc đời này cần rất nhiều bài học để học. Trong đó những cái bài học quan trọng nhất là bài học từ sai lầm. Những cái bạn trẻ họ thành công sớm, và ngay cả khi bạn có cái cơ hội để thành công sớm thì cũng không có nghĩa đó là thành công. Rồi bạn sẽ xem nó sẽ mất hết. Cái thành công bền vững nó thì thực sự là với những người tiếp nghiêm túc đã trải qua nhiều sóng gió. Ngay cả khi bạn ngoài 40 tuổi rồi và bạn chưa vấp ngã đủ nhiều thì có một chút xíu thành tựu nó cũng dễ mất lắm, hiểu chưa?